Nào ai thích được tự do nào? Nào ai thích được tự do độc lập nào, tự do hạnh phúc nào? Nào ai muốn được uống bia nào? Nào ai muốn được uống bia Hải Xồm nào? Ra đây, ra đây, ra đây. Quy Minh, bình tĩnh nào hơn nhỉ? Chuyện đâu còn có đó. Mình đã rất là bình tĩnh nhá mọi người. Mình rất là bình tĩnh luôn mọi người ấy. Hình như là vừa nãy mọi người có bảo là không cần trà hay sao ấy. Mọi người không cần trà đúng không? Đúng không? Mọi người đang nay được có mà gì đấy. Trời ơi, mọi người không cần trà đúng không? Không cần đúng không? Mọi người thấy vui khi mà không có sự trở lại của trà đúng không? Mọi người thấy vui khi mà không có trà xuất hiện trên buổi livestream đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Các cậu bình tĩnh đừng làm đau bố cô nha, chỉ còn nhà chỉ còn một con thôi sao? Tôi chỉ còn một con thôi bây giờ nhá. Bây giờ tôi đang có 14,3 nghìn con như vậy. Chúng ta sẽ mở một quán bục cú chiên bơ mọi người. Oh my god. Oh my god. Và tôi sẽ bỏ nghề VTuber để kinh doanh bục cú. Nào mọi người, mọi người ơi. Không đâu đâu mọi người ạ, chỉ như con kiến trích thôi. Mọi người ơi, nằm im nào. Nằm im. Không đau, thật đó, không đau đâu. Nhìn Hưng là chị thấy không giòn rồi Hưng ạ. Kênh chat, các cậu còn thấy hạnh phúc khi được tự do độc lập không? Hả? Cũng yêu cậu, tôi yêu các cậu nhiều lắm luôn ý, thật sự ý. Mina no koto wa hontou ni daisuki da yo. Majide daisuki da kedo. Hontou ni suki da kedo. Hontou ni sukkoku suki da kedo. Tao kiếm không có ý nghĩa gì. Ok, chúng ta sẽ cất ra. Được thôi, mình sẽ trả lại tự do cho các cậu thôi. Này, tự do này. Tự do đi. これは自由だ. Mina no jiyū ni akeru.